Em đồ gỗ Mỹ Nghệ, chị Minh Hải Phòng à. Xin kính chào tất cả các bác. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối. Hôm nay là buổi tối thứ 6. Một buổi tối thứ 6 máu chảy vào tim. Thứ 6 máu hơn thứ 7 mọi người nhá. Chúc anh em có một buổi tối thứ 6 lại là thân tâm an lạc, vạn sự bình an. Mai em Minh nhận một clip vào buổi chiều tối ngày thứ 6 này để chia sẻ mọi người những sản phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ. Anh em xem clip thấy hay thì nhớ dành em xin like. Và chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mọi người nhá. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì khỏi làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ đi luôn vào những cái sản phẩm của ngày hôm nay luôn anh em nhé. Trước mắt các bạn đang nhìn đây là một chú cún được chế tác trên một cục hương ta Gia Lai anh em nhé. Đúng, rất đẹp. Ra trong nhà em còn một chú cún này là gỗ hương này là mới làm xong, và còn ba chú cún rất là to, nó phải to gấp hàng chắc phải tầm gấp 4 gấp 5 lần chú cún này. Em làm từ đầu năm, đầu riêng, từ đầu tháng riêng mà em không bán được, bây giờ vẫn còn. Thì mai ngày kia em sẽ nên quay cho mọi người ba cái chú cún to, rất là to, hàng đục rất kỹ, đục đúng như này mọi người nhé, đục đúng như này luôn. Các bác nhìn đục này, thực ra nếu mà các bác không để ý kỹ thì mọi người sẽ thấy là lúc nó chỉ bình thường, những con chó bình thường thôi. Nhưng mà nếu anh em để ý kỹ là mọi người sẽ thấy cái chi tiết, những cái chi tiết, những cái đường nét, cũng như cái phần đuôi, cũng như bệ gỗ, mặt mũi, tất cả mọi thứ là làm rất là kỹ. Nó không giống những cái chú chó nó cứ thun thun thẳng thẳng đâu anh em. Anh em nhìn riêng cái phần đuôi này, phần chân, phần người, phần mặt, trông cái này mà không hề đơn giản tí nào rồi. Để mà ra được một cái chú chó ngồi mà đẹp và thần thái này là đục khá khó đấy các bạn ạ, đục khá khó đấy. Thì là mọi người ai mà đam mê, bắt đầu đam mê và đang cần những cái chú cún vừa vừa mà trưng bày cho không gian nhà mình, thì mọi người để ý cái chú cún này nhé. Đây là một cái gốc hương ta Gia Lai vừa đục rất đẹp, đục rất kỹ này, mọi người nhìn phần sau này. Đấy, thể hiện đầy đủ một chú có chú cún luôn nhé. Đây có một viên ngọc, chân này dẫm lên một viên ngọc, bệ bao tiền rất là đẹp vừa vặn này, chân tay đục móc ở cái này để bàn nó rất là đẹp. Cái này rất là thích hợp với những ai tuổi Tuất. Tuổi Tuất thì mọi người có thể bê chú chó để bàn, đục rất kỹ. Rất kỹ. Thực ra nếu mà để làm thì em chỉ thích làm những cái chú chó như này. Nhưng mà mỗi một cái vấn đề là mọi người mua, mọi người lại chỉ muốn bỏ ra một cái số tiền rất là ít ỏi. Trong khi đó anh em lại muốn một cái chú chó cực kỳ đẹp như thế này thì sẽ là rất là khó. Bởi vì cũng chia sẻ mọi người, riêng cái tiền công đục một cái chú chó như thế này là em đi thuê thợ, công này cái ông thợ làm chó này với thợ làm mèo là cùng một tay thợ. Là ví dụ như chú cún này đi thuê là phải trả người ta là 1,7 triệu tiền công. 1,7 triệu tiền công, cả vỡ, cả quạt, cả hoàn thiện là 1,7 triệu. Nhưng mà nhìn nó rất là đẹp anh em ạ, rất là xinh và đẹp. Mọi người sẽ thấy là người ta làm rất là kỹ. Những cái phần dáng nó rất là chuẩn. Chuẩn luôn, không có chữ, nó không có bị thiếu gỗ, không bị thừa và không bị thiếu. Nghĩa là làm cực kỳ chuẩn luôn. Và cắt những cái cục gỗ rất là đẹp ra làm chứ không hề tiếc gỗ, bởi vì cái hàng này mình đi thuê công người ta cao ấy. Mình đâu có thể làm những cái làm bừa làm phứa được và làm những cái cục gỗ xấu được. Đó. Chó năm những cái năm trước em làm rất là nhiều. Một tháng phải làm tầm 20 chú chó đẹp như này. Nhưng mà sang năm nay anh em cũng kém luôn. Những người sưu tầm chó nó cũng kém luôn, là một năm cũng chỉ làm một tầm khoảng một tháng ấy, chỉ làm một tầm 4-5 con. Trước những cái năm trước một tháng cứ về 20 con. Và làm đâu những chú chó đẹp, nên là anh em bê hết thì nó quá đẹp luôn. Cái gỗ bên dưới đặc 100% anh em. Đây này. Anh em nhìn gỗ tất cả đều là những cục phôi thừa. Và mình đâu có tiếc phôi đâu, không hề tiếc phôi để làm cho anh em sưu tầm và chơi. Anh em stay một chút, anh em stay một chút. Cao là 34. Đẹp. Rộng là 33. Cao 34, rộng 33. Và chiều sâu. Chiều sâu là 17. Cao 34, rộng 33 và sâu 17. Chú cún em giao lưu mọi người là 2.450k nhé. 2.450k. Thì em bán một chú cún em chỉ được 200.000 thôi. Không được hơn đâu mọi người. Gỗ đẹp lắm, không có tí vết nào.
cam kết với mọi người luôn, anh em cứ yên tâm một điều là hàng này thì không có gì để đắn đo đâu, chỉ quan trọng là anh em có ngắm vừa túi tiền của mình mọi người không thôi. Đê phải chơi được ngay, tứ diện vân gỗ rất đẹp, bệ rất là vừa tròn đều black luôn. Một em duy nhất thôi nhé, mấy hôm nữa em sẽ xả cho mọi người mấy cái chú cuốn to này. Mặc dù làm đầu tư rất là cao nhưng đẹp lắm. Tiếp theo lên cho mọi người một cái chùm tam nghê nhá, để cho anh em cái giá giật mình luôn, anh em chốt được luôn nhá. Bán xèo cái hết. Một cái chùm tam nghê khá to. Chùm này bây giờ mọi người đi mua phải tầm 3,5 triệu thôi anh em, để cho anh em cái giá hữu nghị. Nói chung là để cho mọi người giá sản xuất. Chùm này khá to mọi người nha, không nhỏ được các bác nhá. Đây là em chế tác liền nguyên khối 100% trên một cái gốc hương ta Gia Lai. Mọi người có để ý là nó có những cái phần mắt lu, cái mặt này hoàn toàn là không có lỗ vết anh em nhé. Và nó có những cái phần mắt lu này rất là đẹp luôn. Đấy. Chùm này khá là cao. Ví dụ như anh em có những cái không gian mà nó cái vị trí nó cao như cần cao này thì mọi người có thể kết cái chùm này mọi người về mọi người bày vào là vừa. Này em để mọi người ra sản xuất thôi. Một cái cục phôi mà làm cái chùm này nó phải rơi tầm khoảng 1,5 triệu đấy anh em ạ. Phải 1,5 triệu đấy. Không dưới 1,5 triệu được. Vì nó to nó liền mà. Mình ngắm cái đằng sau chút xem nào. Anh em nhìn này, hương ta có rất là nhiều sụn này, vân sụn rất là nhiều. Cái này em bán cho mọi người cái giá sản xuất để anh em chơi. Chúng mình đo kích thước, chung mà em để khá lâu rồi. Anh em lấy em sẽ sơn lại cho anh em một nước nhé. Nhưng mà để lâu rồi mà vân nó vẫn rất là đẹp mọi người. Chiều cao chiếc chung là 48 các bác nhé, chiều cao 48. Chiều rộng cao 48, rộng 41 và chiều sâu. Chiều sâu nó rơi vào tầm khoảng 29 phân. 29 phân mình gọi là khoảng 30 đi. Khoảng 30 đi các bác nhé. Chung to đấy ạ. Anh em đi mua một quả phú quý tầm như này nó phải rơi tầm hơn 3 triệu rồi. Thật sự mọi người luôn, một quả phú quý này phải tầm hơn 3 triệu. Em bán được một quả phú quý. Rẻ một quả phú quý cho mọi người chút luôn. À, 2680 đi. Vừa bán kỷ niệm anh em đi. 2680 mọi người nhé. 2680. Chuẩn hơn ta hàng gốc. Đây nó còn sụt rồi, em để khá lâu rồi đấy. Em cũng để cho mọi người ra sản xuất cho anh em chơi. Để lâu nữa bụi. Bụi. Hôm nay em có hai cái chung tam nghe em bán cho mọi người giá yêu. Ok, một cái nữa đây. Để cho anh em một cái nữa. Chung phải to nhá. 2680 không ship mọi người nhá. 2680 không ship, anh em nhanh tay chốt. Cho các bác này, anh em nhìn này, cái chú mèo này thì hôm nọ em có quay một lần rồi, nhưng mà hôm nay giới thiệu lại là chú này quá đẹp luôn mọi người ạ, quá tuyệt vời, sự là anh em nhìn nó đẹp như thế này không, không thể chê được, sự mọi người nếu mà dùng để chê thì không thể chê được. Đó. Từ phần dáng rất tầm bệ thế, phần đế gỗ, phần nói chung là lung tinh linh tinh, tất cả mọi thứ đều tròn trịa, đều đẹp, dáng mèo đục đều kỹ, nó ra giống một con mèo.
em nhìn thấy nó đẹp không? Nhức lách luôn mọi người nhé, nó gần như là số 1 rồi. Anh em nào mà sưu tầm một cái bộ 12 con giáp mà mọi người cần một cái bộ 12 con giáp nó thật là VIP và thật đẳng cấp thì mọi người cứ nhặt từng con một anh em ạ. Em khuyên và tư vấn mọi người, nếu mọi người sưu tầm bộ 12 con giáp để trưng cho không gian nhà mình thì anh em nên nhặt từng con một. Hôm nay nhà con mèo, ngày mai nhà con chó, ngày kia nhà con lợn, ngày kia nhà con hổ, ngày kia nhà con trâu. Mỗi hôm mình chọn một con thật là đẹp vào cái khoảng kích thước của mình, anh em về anh bày thì nó sẽ đẹp cực kỳ. Còn nếu mọi người đi đặt người thợ làm chọn một bộ thì cái tay nghề người thợ đấy họ chỉ có một cái giới hạn nào đó thôi, họ sẽ không thể nào thể hiện hết được 12 con giáp. Còn đây là mỗi một người thợ họ có một cái tay nghề và họ chỉ chuyên làm một cái sản phẩm đó, thì cái chất lượng của sản phẩm, cái đầu ra của sản phẩm là bao giờ nó rất là tuyệt vời, người ta là chuyên biệt. Các bác biết rồi, chuyên biệt, câu chuyện chuyên biệt thì bao giờ nó rất là đẹp hơn. Thế là anh em có đi đục những cái tác phẩm 12 con giáp trên một cục gỗ nhìn nó chán đời lắm, nó xấu lắm, không bao giờ đẹp được, không bao giờ đẹp được. Bởi vì một cái người thợ người ta không thể làm từ A đến Z, cái giới hạn của người ta nó không thể làm một phát 12 con giáp được, người ta chỉ làm ở cái mức độ vừa vừa thôi. Nếu mà hàng đục 12 con giáp trên cùng một cục phôi, nên anh em sẽ thấy, em không bao giờ thấy em có một cái tác phẩm là 12 con giáp trên cùng một cục phôi cả, bởi vì nó xấu lắm. Thực ra là nếu mình dùng một từ nó xấu, nó không duyệt được. Vân con này thì thật sự là nếu mà 10 điểm không có nhưng luôn, chứ đừng nói từ 9 điểm với cục phôi cũng như là cái chất lượng của con mèo này. Câu chuyện còn lại nó chỉ là cái khoảng không và cái túi tiền của mọi người. Vân anh em nhìn này. Dạ Vân thì con này em không đoạn đã giới thiệu rất là kỹ về cái chất gỗ chất Vân này. Mình cũng không cần giới thiệu nhiều lại đâu, nhưng mà thật sự nó rất là đẹp. Quay lại một lần nữa cho anh em thì em thẩm. Chỗ bên trong đặc hết mọi người nhỉ, không có tim. Mà hàng nói không có lỗi vết đâu anh em ạ. Anh em chỉ chốt để chơi bày thôi. Đây là một cái dễ cầm, rất là VIP luôn. Này thì anh em muốn chơi nữa thì thật sự là rất là khó, rất là khó luôn đó mọi người, không biết làm nào được, bởi vì là hết lực chấm rồi, mà giá nó cũng hợp lý, giá tầm này nó cũng cực kỳ hợp lý cho anh em chơi. Anh em nhìn nó trọn vẹn luôn nhá, Vân này, trọn vẹn luôn nhá, không chê được vàng liền 100%. Đối với chất lượng của phôi thì anh em không phải nghĩ, và cái độ thì em không làm chắc được. Chó mèo em biết khi chắc hiếm lắm, gần như là đến 99,9% là liền, 1% là chắc, 99,9% nữa, 0,01% là chắc. Nó cũng có nhưng nó chỉ là chắc đế thôi. Cái này thì đặt 100%, này cao năm cao không được 50 đâu anh em ạ, cao 47 mọi người, cao 47, chiều rộng rơi vào tầm khoảng 21 và chiều sâu là 17, hơn 17 thì gọi 18 đi. Nhức cái lách luôn, ngày công rất cao và gỗ rất nhiều. Em Minh để cho mọi người quay để anh em 2.6 đi nhá, 2.6 đi, bớt xuống một chút, bớt xuống một chút, mà thực ra nó chỉ được 200-300 nghìn, không bớt được nhiều, bớt xuống một chút cho mọi người chứ, được quá xuất sắc. Cái này anh em nào mà có những người bạn tuổi mèo mà cần một cái món quà mà tặng người ta, thì em có thể hứa với mọi người luôn là nếu anh em mang đi tặng thì người ta chỉ có dùng một từ là người ta thích chứ. Bảo chê thì sự người ta không thể chê được, bởi vì nó quá đẹp rồi, tất cả đều trọn vẹn hết. Vấn đề chỉ còn lại đó là có sẵn sàng chi tiền ra không thôi. Còn quá tuyệt vời. Ok, em sẽ tiếp cho mọi người một cái chung nghi đó cho hết. Cái này em bán giật mình cho anh em chơi nhé. Dưới giá sản xuất, dưới giá sản xuất cho mọi người cho hết đi. Làm bán khác thôi, không còn vài cái chùm như này nữa. Giờ này sẽ xeo lỗ sâu hết cho hết đi. Đây là một cái chùm tam nghi gỗ hương và hàng liền nguyên khối. Liền nguyên khối mọi người nhé. Đây cái vân của nó rất là đẹp đây này. Anh em nhìn này, toàn vân sụn hết nhé.
không không có lỗi vết đâu mọi người ạ. Cái này là cái vân sụn, vân loang của cái gỗ hương của mình ấy. Đây này, nó loang nhé. Đây là loang của vân như cẩm chỉ này. Đó, rất đẹp. 3 nghê là liền. Em bán cho mọi người bằng cái tiền công anh em đi thuê để còn tặng mọi người thì gỗ liền hết. Đây là gỗ gốc, củ gốc, gỗ sâu sâu một chút đi, cho nó ra cái hàng này đi cho hết. Tại anh em mới bán thật sự là quá êm rồi, không từ gì có thể diễn tả được. Cái này để ban thần tài rất đẹp nha, hoặc két sắt là vừa, vẫn tự nhiên hết đi các bác. Để các anh em nhìn này, em quay sát vào cho mọi người nhìn thì mọi người yên tâm, không nhiều anh em nghĩ tại sợ là vẽ vời gì nó khó nhá. Đây là tự nhiên hết. Cái này là cái loang phèo của gỗ cẩm, à gỗ hương ta của mình, nhìn như gỗ cẩm luôn. Đó, rất đẹp, đẹp quá, có kích thước nhá. Này ban thần tài là rất là đẹp. Rộng 41, cao 22 và sâu là 29. Rộng 41, cao 22 và sâu 29. Bây giờ em để cho anh em cái giá giật mình 1,5 triệu. Anh em chia ra cho em 1,5 triệu. Em nói 1,5 triệu, 100.000 tiền sơn rồi còn 1,4 triệu, 700.000 tiền gỗ, 700.000 tiền công. Thấy, em hết lòng với anh em luôn. Móc ruột móc gan cho anh em luôn. Móc ruột móc gan cho anh em luôn. Em còn tồn đâu đó tầm khoảng 2-3 bức kiểu này. Còn ở nhà hiện tại còn một bức nghe này, một bức cóc này, là 2 bức này. Trên xưởng còn một bức nữa, 3 bức này, còn 3 bức, còn 3 bức, 3 bức nữa, 3 bức kiểu này, còn chính xác 3 bức nữa. Em sẽ cố xài hết và hàng mới. Lần tới làm mới thì nói chung là cũng sẽ không làm mặt hàng ở đây đâu, bởi vì làm thật sự mọi người với cái giá 1,5 triệu thì anh em thì lỗ rất sâu luôn mọi người ạ, lỗ rất sâu luôn. Hàng quá tuyệt vời luôn mà cái giá này không thể giả hơn. Ui trời, để em đi xuống. Em có một cái phó hút lăng siêu tinh dầu cho anh em ngắm. Nặng lắm. Anh em nhìn này, bố của dầu luôn, bố của tinh dầu luôn anh em nhé. Này, chứ người cóc này đẫm toàn dầu của dầu. Loại này nó thơm lắm, thơm mà bố hàng xóm còn ngửi đi mùi. Em nói mọi người nói không phải nói điều, em nói hàng xóm còn ngửi mùi với cái loại này, thơm sợ. Thơm lắm anh em ạ. À, má là nó sao nó thơm thế, bởi vì nó toàn dầu này. Nó thơm đến mức độ hàng xóm còn ngửi thấy mùi. Hàng xóm còn ngửi thấy mùi mọi người nhé. Hàng xóm còn ngửi thấy mùi luôn. Em không dám nói điêu một từ nào đâu. Anh em ạ, em không dám nói điêu một từ đâu. Toàn dầu là dầu mà gỗ đặc xịt luôn. Gỗ đặc xịt luôn. Đây là lưỡi của gỗ rất là đẹp làm mọi người nhé. Đó, hôm kia em có quay một bức, hôm nay thì xong là một bức ngồi, hôm kia là một bức đứng. Đang cố gắng nữa để phôi làm cho mọi người tầm 2-3 bức thôi. Phôi thì thực ra là những cái hàng này là phôi thì nó không thiếu đấy, nó thật là không thiếu. Nhưng mà để lựa được cái hàng mà nó đẫm dầu ấy, thì nó khá là hiếm. Hàng bình thường thì đầy. Và làm sao mà về anh em chơi nó phải thơm nhức mũi,
thơm nhức mũi. Thì anh em còn ủng hộ tiếp. Phải thơm như lại này nhức mũi này. Bữa to lắm mọi người ạ, to lắm không nhỏ đâu. Để cho anh em giá rất là êm nhé. Anh em chưa. Hay để cái đôn kẹp vào vừa anh em ạ, đôn kẹp vừa. Chiều rộng của bức này rơi vào tầm khoảng 54 phân. Chiều sâu 30 các bác nhé, chiều sâu 30. Chiều cao 35, sâu 30 cao 35. Đem lật đế nhé, đặt cái đế cho anh em nhìn. Thơm sợ. Kinh lắm, thơm thơm của nó dã man. Em chưa dập cái dòng gỗ nào mà nó cái thơm của nó sợ như cái gỗ này. Đấy, đế cắt đi này. Đấy, anh em thấy chưa? Hào gỗ lắm. Nó là cái dễ hào gỗ lắm. 3.9 triệu mọi người nhé, 3.9 triệu không ship. Anh em nhanh tay chốt 4 bức. Chắc phải tầm 3-4 hôm nữa thì mới có 1-2 bức nữa. Thọ đang nhà đang làm nhưng mà chưa xong. 3.9 triệu không ship. Lặng lắm, gỗ nó đặc kịch. Thơm lắm anh em nhá. Thơm lắm. Đảm bảo luôn. Vũ của thơm là cái dầu như này. Vũ của thơm luôn. Để em đi ra đằng trước quay cho mọi người một cái bức hai cái bức gì là to. Hai cái bức gì là to và một cái đôn. Quay nhanh thôi nhá, bởi vì chắc là đang chuẩn bị bốc hàng. Quay nhanh. Xem vào chưa? Em có hai cái bức, một cái bức trúc phúc cẩm này và một cái bức di lạc sụn hương. Kia là trên một cái gốc sụn hương nhá, một gốc sụn hương. Còn cái này là bức này là di lạc cẩm đấy. Cái bức này thì em hoàn thiện rất là lâu rồi, anh em có thể nhìn thấy cái phần bụi đây, rất là bụi đây. Cái hàng trúc phúc này em để rất là kỹ, nó qua hẳn cái đợt hành này đi. Thầy phải tầm khoảng bức này phải hoàn thiện tầm khoảng hơn 1 tháng rồi, hôm nay em mới quay đó. Bức này cân nặng của bức này đâu còn tầm khoảng chắc phải tạ rưỡi tạ bảy, nó phải còn tầm khoảng tạ rưỡi tạ bảy bức này nữa. Mà trông này thôi cái gỗ nó đặc kịp 100%. Đây cái phần này. Hàng không có lỗi vết mọi người nhá, đây em để lâu quá mềm hàng này. Đây diện mặt, cái diện mặt này là em đục mở đây khai nhãn mọi người, đủ khai nhãn nhá, đủ khai nhãn cho anh em luôn đấy, đủ khai nhãn luôn, hàng không biết tích gì. Chúc phúc là những bức chúc phúc này mọi người mua tầm khoảng 14 đến 15 triệu, thị trường đang bán tầm khoảng 14 15 triệu bức như này, với hàng to và đẹp như này để lựa được một cục gỗ này rất là khó, cực kỳ khó luôn đấy. Bao phần bao tiền bức này, nhà bác nào đẹp thì bày. Để quay buổi chiều tối nó hơi bụi. Cái này em sẽ quay qua thôi. Còn anh em nào đây em còn chặt cả chữ bạn sự ý này. Đục hết nhé, không phải dán nhé. Đấy. Anh em nào thích thì inbox em sẽ quay kỹ cho mọi người ngắm. Cái mặt sau cái mặt trước là nó đẹp như nhau các bác ạ, bởi vì gỗ này nó cũng chọn. Mặt sau mặt trước là đẹp 100% như nhau luôn. Đẹp 100% như nhau luôn. Đấy, em đã quay qua cái mặt sau. Bốn người bê được trông này, bởi vì cục gỗ đặc và cái thằng cầm mấy gỗ nó rắn, nó rất rắn và đanh, nó
rãnh và nó đanh. Với lại thứ hai là nó khi nó tròn thế này thì mình sẽ rất là khó bê anh em ạ. Nó không dễ bê như cái hàng mà nó có nhiều cái chỗ bám. Ui, vân này. Cái đằng trước là mình đục nhiều á, đục nhiều thì mình không nhìn thấy vân. Nhưng mà cái đằng sau là khi mình làm trơn đấy, anh em nhìn hoa mắt luôn. Và hàng em cam kết mọi người là không có sử dụng vá víu hay màu mè nhá. Vá víu màu mè là không có đâu. Anh em chỉ được chơi thôi. Quá xuất sắc rồi. Tuyệt vời luôn. Toàn bộ cái vân này là tự nhiên hết nhá. Em không chỉnh sửa nha. Em không chỉnh sửa đâu đó. Bởi vì gỗ em chọn anh em ạ. Gỗ chọn anh em ơi. Nặng lắm. Này. Tuyệt vời luôn. Kiếm được hàng Trung Phúc này khó lắm các bác ạ. Khó khó lắm, khó khó kiếm lắm. Mọi người trên thị trường các bác không thấy người ta bán hàng này đâu. Bởi vì là người ta chỉ thích cái bán cái hàng nhỏ nhỏ để kiếm tiền nó dễ thôi. Chứ còn hàng to để bán không ăn gì mấy đâu ạ. Không ăn gì mấy đâu, rồi gỗ bây giờ hoàn thiện rồi. Còn nặng tạ 7, tạ 8 thì các bác tính cho khu ban đầu bao nhiêu. Toàn 2 tạ rưỡi, 2 tạ 7 cắt đi đó. Vẫn sợ không? Về quay buổi chiều nó không có ánh nắng mà vân luôn kinh như này. Nếu mà đầy đủ ánh nắng thì không biết là vân nó sợ nào. Em đo qua cái trước nhé. Cho anh em ngắm một chút. Khiếp luôn đấy. Chiều cao của bức này là rất là cao đấy ạ, 1m31, chiều rộng là 45 và chiều sâu là 42. Của gỗ đặc xịt luôn, hàng hiếm đấy ạ. Hàng đặc mà vân như này là không có nhiều đâu anh em nhé. Cao 1m31, rộng 45 và sâu 42. Bức này em giao lưu mọi người là giá là 11 triệu, chuẩn 11 triệu không ship anh em nhé. Không ship anh em nhé, không bao ship, không bán được đồ. Bởi em bán tầm này giá em á. Bức này thực ra em đắn đo mãi em mới quay đấy. Bởi vì tầm này nó khó bán ấy. Và những bức này đầu tư nó nhiều. Nhiều phôi á. Và em cũng làm kỹ. Nửa phôi đẹp nhất em làm cho mọi người. Đó anh em cái không gian nhà. Nhà các bác thì nên có một bức chúc phúc. Nhà nào cũng phải có một bức chúc phúc các bác ạ. Cái chúc phúc thì nó về cái mặt phong thủy nó rất là tốt. Và thứ hai là nó cũng dễ bày ấy. Anh em nên một cái đôn nữa. Bày bức này lên là tuyệt vời. Đấy. Còn bên này là bức Di Lặc Ngũ Phúc Sụn Hương. Đây là sụn hương 100% nhé. Sụn hương ta Gia Lai 100%. Hàng này thì thật sự là rất là. Đây là một cái gốc sụn rất là to đó. Hiện tại bức này bây giờ còn nặng hơn bức này. Cảm giác cái bức này còn nặng hơn. Em không biết là nó còn cân khoảng bao nhiêu, chuẩn bao nhiêu. Nhưng mà thợ nhà em B là em cảm. Với em B là em cảm giác cái bức này nó nặng hơn bức này. Bức này của em là đục liền 100% luôn. Liền 100% luôn. Và cái hàng này của em là 100% không có lỗi vết. Không có lỗi vết mọi người nhé. Sụn hết. Cái bức này thì em Minh xin phép quay qua thôi. Quay qua giới thiệu mọi người thôi. Còn bức này thì hôm nay em sẽ làm một clip kỹ về bức này. Bởi vì nó là sụn hương. Nó là hàng sụn hết 100% luôn. Sụn hết. Sụn hương ta Gia Lai hết 100%. Đó. Ngày từ bước này hôm nay em tôi qua thôi mọi người. Tôi qua cho anh em ngắm. Tôi qua đây. Cái này là chế tác lên nguyên khối. Bây giờ bước này cũng phải còn nặng tầm tả rưỡi tả 7. Nó cũng không nhẹ đâu. Bước này anh em thiện chí thì em có để cho anh em là 11 triệu. Hàng không có một tí vết nào luôn. Cái này để hôm nào quay kỹ, đo sơ qua kỹ thước. Tại vì nó tối quá rồi. Để nó lặng nữa.
cao 1m32, rộng là 48 và chiều sâu là 40-11 triệu. Sâu 40 mọi người nhé. Cam kết liền 100%, không dặm màu, không vẽ vân, không chắp ghép, đúng ngũ phục. Con lầm tả lặng tầm khoảng cả 7, tả rưỡi tả 7. Tả rưỡi tả 7 lúc này chứ không phải nhẹ đâu. Anh em thích hàng trụ một chơi. Có cái này để hôm nào quay lại một cái clip kỹ thì. Đây để quay sơ qua. Anh em nào có yêu cái đôn này không? Đôn VIP đây. Đôn mà to nhá. Này. Bố Hương to, cái đôn này to lắm. Liền 100% nhá. Em để tặng mọi người cái đôn này. Cái này để các bác đã hợp ý. Mặt sụn hết này. Mà nó mặt to lắm. Đây. Liền hết 100% luôn. Không có chắc một cái chi tiết nào đâu. Đây này, anh em nhìn này. Hết, nó là nguyên một cái gốc rất là to á. Đây này, sụn đây này. Sụn hết đây này. Sụn hết này. Này. Mặt gỗ này. Vân ác không? Đây này. To lắm. Và liền hết. Liền 100% luôn. To lắm mọi người nhé, em để tặng mọi người cái này. Cái này anh em đi mua, bình thường em vẫn bán 4 triệu, hôm nay để mọi người 3 triệu rưỡi thôi nhá, 3 triệu rưỡi thôi nhá. Cái này mặt 55 55, 50 55, 50, cao 43 ấy. Mặt đẹp chưa, to cái mặt này, nó to mà nó vuông mặt. Vuông mặt cái này có những cái đồ to bày là đẹp. Liền hết 100%, chân này liền hết. 3,5 không ship của mọi người nhé. Ok. Thôi chắc clip của em này xin dừng đây, cảm ơn rất nhiều. Em lên bốc hàng. Hai cái photo vừa lấy quay thì anh em, nếu mà anh em nào kết ấy thì mọi người có thể yêu cầu em sẽ quay thật là kỹ, xong rồi gửi anh qua Zalo, bởi vì ra tầm này nó tối quá rồi, nó hết ánh sáng mà là không kỹ được cho mọi người ngắm. Nên anh em thông cảm. Đó, nhưng mà nó sai qua đấy là em cam kết về chất lượng phôi, không có dặm vá hay chắp ghép cái gì cả đâu, liền 100% luôn. Đó, tùy theo không gian và túi tiền của mọi người thôi. Cảm ơn rất nhiều nhá. Thôi. Clip của em nay xin dừng đây. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi và ủng hộ em Minh. Em xin gửi một lời chúc gọi là đến các bác và toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an và may mắn mọi người nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chúc mọi người một buổi tối thứ 6 vui vẻ. Xem clip thứ 2 nhớ dành cho MC Hôm Nay. Hãy đăng ký kênh của em mọi người nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại.